Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên em lại về một chiếc xe gầm cao cho anh chị đi Tết đây ạ. Đó chính là chiếc Mazda CX-5. Xe được sản xuất vào năm 2016 và bản này là bản 2.0 anh chị nhé. Với cái tầm tiền hơn 500 triệu một chút thì đây là một lựa chọn em nghĩ là cũng rất là tuyệt vời. Mazda thì đi không bao giờ bị sợ bị lỗi mốt rồi. Gầm cao máy thoáng và lại được thương hiệu đến từ Nhật anh chị nhé. Rất là bền bỉ và đặc biệt đó là cái công nghệ máy SkyActiv nổi tiếng, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Xe vừa về anh chị nhé, em quay luôn bởi vì rất là vội để quay để anh chị có xe sắm xe đi Tết. Đây là cụm đèn trước với đèn bóng chiếu projector rồi. Có giải đèn LED ban ngày, khá là cách điệu anh chị nhé. Và đặc biệt đó là cái vỏ đèn của nó còn rất là trong. Xe đi được hơn 8 vạn rồi anh chị nhé. 2016 thì vành nó bắt đầu phay rồi. Với cái kích cỡ, cái kích cỡ vành rất là lớn, nên đến R19. Nhìn nó rất là khỏe anh chị nhé. Mua chiếc xe này thì anh chị được lợi thế đó là dàn lốp vừa mới thay xong, còn rất là dày. Đây là một lợi thế rồi. Lốp là đét 2022 anh chị nhé. Xe có trang bị giá lóc rồi. Gương chiếu hậu ngoài gập điện và chỉnh điện, có tích hợp sinh nhan rồi anh chị nhé. Và chiếc xe thì có trang bị bậc lên xuống, rất là tiện ích đối với những chiếc xe gầm cao. Bác chủ thì có trang bị thêm hõm chống xước tay cửa đầy đủ rồi anh chị nhé, cả trước và sau. Màu trắng nó vẫn là cái màu rất là đẹp rồi anh chị ạ. Xe có trang bị 4 phanh đĩa anh chị nhé. Cua lốp này không có vết gì đâu anh chị ạ. Vành thì vành sau này thì có hơi xước xước một chút thôi, không đáng kể anh chị ạ. Đây cụm đèn sau zin anh chị nhé. SkyActiv này. CX-5 thì được đăng ký 5 chỗ ngồi với cái khoang để đồ rất là rộng anh chị ạ. Bác chủ thì có trang bị cái nót thảm nhựa rồi. Đấy, phía sau nhé. Nhựa này rất ít xước. Lốp dự phòng thì chưa hạ lần nào anh chị ạ. Có điều là lốp dự phòng của CX-5 thì là vành sắt thôi, nó không được giống bốn cái lốp cái vành chính kia. Đấy, lốp dự phòng chưa hạ lần nào anh chị nhé. Đấy, đây là nòng cốp này, nguyên zin luôn anh chị ạ. Nhựa phía sau xe thì cũng không bị xước đâu anh chị ạ. Phần đằng sau máng nước còn zin nha anh chị nhé, chỉ và đinh tán zin. Đấy, ốc cốp sau thì chưa vặn mở gì. Chưa vặn mở gì nha anh chị nhé. Máng nước đinh tán zin nha anh chị nhé. Hơi đáng tiếc là chưa có cốp điện, vẫn là chạy bằng cơm thôi. CX-5 2016. Chiếc xe này được cái là bên em về thì không cần phải làm gì anh chị ạ. Bác chủ đi khá là giữ luôn, kể cả cái phần ngoại thất của xe. Cụm đèn zin này. Chìa khóa thông minh khởi động nút bấm rồi anh chị nhé. Thế nên là có cảm biến mở cửa này. Đấy,
Nội thất bên trong còn nguyên bản với cái tông màu đen. Ghế da thì có khâu chỉ đỏ, viền chỉ đỏ. Mặt ghế còn căng anh chị nhé. Lưng ghế cũng vậy, kể cả là ghế lái đến ghế phụ này. Đã được trang bị cửa sổ trời rồi, trần nỉ nguyên bản của xe. Đây, hàng ghế thứ hai anh chị ạ. Rất là rộng rãi. Có bệ tì tay nếu mà chúng ta ngồi hai người, có giá để cốc rồi anh chị nhé. Trần nỉ nguyên bản này. Máng nước nhé. Ổ khóa zin anh chị ạ. Và đặc biệt là chiếc xe này, đó là cái sơn lòng bên trong này. Còn rất là tươi nha anh chị nhé. Cánh cửa zin nhé, ốc cánh cửa zin nhé. Chưa tháo mở gì. Tắp ni cửa. Đây tắp ni cửa lái này. Từ phần da nhé. Phần nhựa này. Các nút bấm còn sắc nét anh chị ạ. Kính người lái thì có chế độ auto rồi. Đấy. Sơn màu trắng nhưng mà nó chỉ có những cái vết bẩn gọi là theo thời gian thôi. Thì 2016 đến bây giờ thì nó cũng 6-7 năm rồi. Đây là bên phụ nha anh chị nhé. Dòng xe Mazda thì nó thương hiệu từ Nhật nhưng mà nó lại không mang cái nét thiết kế truyền thống của dòng xe Nhật, đó là rất đơn giản, đó là trang bị rất là nghèo nàn. Mazda thì hoàn toàn khác anh chị nhé. Thiết kế thì rất là trẻ trung. Và bên cạnh đó thì trang bị cũng rất là hiện đại. Không khác gì những dòng xe Hàn. Ghế. Ốc bản lề nguyên zin hết nha anh chị nhé. Ốc bản lề này. Bản 2.0 thì cũng được trang bị loa Bose rồi anh chị nhé. Nghe âm thanh rất là hay. Với loa Bose thì chất lượng như nào thì chắc là anh chị cũng biết rồi. Trang bị rất hiện đại luôn. Máng nước anh chị nhé. Mép cửa zin hết ạ. Rồi chúng ta sẽ đi vào bên trong nội thất xem CX-5 2016 bản 2.0 được trang bị những gì. Ở đây này. Đầu tiên là cảm biến áp suất lốp theo xe này, TSC cân bằng điện tử chống trơn trượt này. Một cái công nghệ rất là nổi tiếng của Mazda đó là iStop này. Tính năng này có thể tắt mở anh chị nhé. Đặc biệt là rất là tiết kiệm nhiên liệu trong những cái trường hợp mà anh chị đi đô thị như đi đường Hà Nội. Chìa khóa thông minh khởi động nút bấm rồi. Đấy, màn hình trung tâm đây. Thiết kế rất là bắt mắt,
xe đi được 8.2 km rồi. Đấy. Đây là vô lăng zin của xe. Có ga tự động cruise control. Bên này có nút điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay. Thiết kế 3 chấu trợ lực điện, lái rất là nhẹ nhàng. Đấy. Thì tất cả đối với những cái trường hợp mà trên bảng đồng hồ trung tâm, em có lưu ý với anh chị một chút. Vì hôm trước có anh khách hàng thì cũng gọi cho em bảo là đang đi mà một cái đèn vàng nó nổi lên, thì anh có, anh dừng lại rồi anh gọi cứu hộ mà không cần thiết anh ạ. Đối với tất cả những cái đèn mà màu vàng hiện ở trên bảng đồng hồ trung tâm như này, đó là đèn cảnh báo. Cảnh báo ở đây tức là anh chị có thể di chuyển được, cố di chuyển được về đến những cái trung tâm sửa chữa, những cái gara sửa chữa để người ta kiểm tra nó xem là lỗi gì anh chị nhé. Nó chỉ là đèn cảnh báo thôi. Đấy, còn những cái đèn nó, em ví dụ như màu đỏ này mà nó hiện lên, anh chị bất kể một cái đèn gì anh chị đang di chuyển, anh chị cũng phải dừng ngay lập tức và gọi cứu hộ giúp em. Đấy là về nguyên tắc về đèn anh chị nhé, đèn cảnh báo. Màn hình DVD thì nó hơi nhỏ, nói thật là cũng hơi nhỏ, kể mà nó to một chút nên thì tuyệt vời hơn. Đấy, hệ thống điều hòa tự động được trang bị trên chiếc Mazda CX-5 2016 này thì được trang bị đó là hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập rồi. Đấy, đua này. Đấy, và những cái núm điều chỉnh nó được mạ chrome, nhìn nó rất là sang. Đấy, cần số còn zin theo xe anh chị nhá. Đấy, bên này thì có hộp số tự động này với chế độ lái sport nhé anh chị nhá. Khi mà chúng ta chuyển sport thì nó sẽ hiển thị chế độ lái sport lên đây. Đấy. Chuyển sang chế độ lái sport thì nó hơi tốn xăng một chút nhưng mà cảm giác lái nó sẽ rất là thích thú anh chị nhá. Tắp nô zin này. Đấy. Xe có trang bị bản 2.0 là trang bị 6 túi khí anh chị nhá, 2 túi khí phía trước này, 2 túi khí bên hông và 2 túi khí rèm. Đấy. Thích nhất là cái khu vực điều chỉnh hệ thống âm thanh được tích hợp ở dưới này với những cái nút điều chỉnh kiểu dạng xoay này, nhìn nó rất là sang. Đấy, xe có trang bị phanh tay điện tử rồi, tuy nhiên thì nó đã bị cắt mất một cái auto hold nhá anh chị nhá. Thì lại nói về cái phanh tay điện tử và auto hold thì nó là hai cái tính năng nó khác nhau anh chị nhá, chứ không phải là giống nhau. Đấy. À, thông thường thì có phanh tay điện tử ở đây và sẽ có nút auto hold ở đây. Thì phanh tay điện tử nó là một cái chức năng là thay vì là chúng ta kéo bằng tay, nó hơi để cái cần nó hơi thô và kéo nó mất công, thì chúng ta chỉ cần nẫy một cái thôi. Đấy. Còn auto hold nó là một cái chức năng giữ phanh. Thì hôm nào có điều kiện thì em sẽ giới thiệu về cái nguyên lý hoạt động và chức năng hoạt động của nó cho anh chị nhé. Đấy. Nó hoạt động hoàn toàn khác nhau nên anh chị ạ. Một cái là phanh tay, một cái là chức năng giữ phanh, tự động giữ phanh. Đấy. Nội thất của chiếc này thì khá là tươi anh chị nhé. Đấy. Đấy. Tiếp đến nữa là khoang động cơ. Thì Mazda CX-5 được trang bị động cơ 2.0 lít với cái công nghệ Skytip. Cái công nghệ này thì rất là nổi tiếng của Mazda rồi, rất là tiết kiệm nhiên liệu anh chị nhé. Đây là khoang động cơ của xe. Đấy. Công nghệ Skytip đây. Đấy, và chiếc xe này máy ra máy em đánh giá còn rất là đẹp, sáng luôn. Đấy. Và đặc biệt của nó là nó zin, zin hết anh chị nhé, zin từ ốc dàn cò. Đấy. Ốc dàn cò vẫn kiểu ốc 7 màu này. Chiếc xe này thì em chưa rửa khoang động cơ luôn anh chị nhé. Nó hơi bụi bẩn một chút thôi, tuy nhiên thì là nó zin hết và ra máy còn rất là đẹp. Nhìn qua đây thì anh chị cũng hoàn toàn an tâm rồi đúng không ạ? Nhìn cái da máy, chất da máy này là một chiếc xe sử dụng cũng không nhiều đâu. Đấy. Có lắp cái vỏ nhựa rồi. Đấy. Ụ này, phần ụ này. Nguyên bản nhà máy anh chị nhá. Đấy. Cái tấm nỉ thì hơi xấu chút. Đấy. Cái tấm nỉ hơi xấu chút nhưng nó vẫn là phẳng, nó hơi bong thôi. Không vấn đề gì đâu, đấy là một cái vấn đề nhỏ, chúng ta không nên quá quan trọng về vấn đề đấy.
Đấy, phần ụ zin nha anh chị nhé. Nguyên keo chét của nhà máy bản 2.0 với cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ loanh quanh tầm 8 lít trên 100 km thôi anh chị nhé. Cái mức tiêu hao nhiên liệu đấy thì là khá là rất là ok đối với một chiếc xe CUV gầm cao. Đó. Xe được sản xuất vào năm 2016 anh chị nhé. Và hồ sơ thì bên em đã rút rồi. Và hiện tại thì bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 530 triệu đồng anh chị ạ. 530 triệu đồng nhé anh chị nhé. Bên em có bao rút hồ sơ và giá cả có thể thương lượng được. Rất là xin lỗi các anh chị, thời điểm này có nhiều anh chị bảo giá xe cao thế mà không, thực ra là không phải bên em bán cao, mà cuối năm này thị trường giá xe nó lên rất là cao. Đấy, bên em muốn mua được xe để về phục vụ anh chị thì chúng em cũng phải mua cao hơn cái thời điểm trước. Thế nên là có nhiều anh chị không hài lòng. Thì thực sự là rất là mong anh chị thông cảm và hiểu giúp cho em. Đấy. Anh chị nào đang có nhu cầu, em mời anh chị qua địa chỉ là tại bên em là tại Xe Đẹp Hải Dương anh chị nhé. Số hotline là 0975 695 559. Đấy, anh chị qua bên em để lái thử xe, xem xe và chốt xe để về đi Tết anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.